hơn 2 triệu. Không có lý do gì nó không dính cả anh em ạ. Thương hiệu của người Việt cực kỳ cao cấp, LH Yeti chống đồng 2023 là một thương hiệu găng của Lê Hiếu. Anh em nào chuyên thủ môn thì chắc cũng biết đến cái thương hiệu này rồi. Bó gối, bó khuỷu, quần giữ nhiệt, áo giữ nhiệt, quần đệm, găng tay, toàn những hàng cao cấp hết. Ok, trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên là về cái túi, cầm cái túi lên đã thấy là cái túi xịn rồi. Đặc biệt tiếp theo của đôi này là hai loại đai cuốn cổ tay nhá, là đai cuốn cổ tay một vòng và đai cuốn cổ tay hai vòng co giãn. Mình thì lần đầu được trải nghiệm loại đai cuốn cổ tay hai vòng này và mình thấy khá là hợp lý. Anh em nào thích an toàn hơn, thích chặt chẽ thì có thể sử dụng loại hai vòng để bó chặt hơn. Cảm giác rút đôi găng mới ra khỏi túi nó vẫn sướng anh em nhỉ. Về ngoại hình và thiết kế thì phải nói là đẹp anh em ạ. Mặt lưng găng thì không có gì phải bàn rồi. Được thiết kế trung tâm là logo của LH. Anh em thấy chữ R nhỏ nhỏ bên cạnh không? Hình như là được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam rồi hay sao ấy. Thiết kế tiếp theo là những họa tiết của Việt Nam. Anh em có thể thấy những họa tiết này thường xuất hiện ở những di tích lịch sử như trống đồng chẳng hạn. Thì mình chắc chắn đôi LH này lấy cảm hứng từ đấy rồi. Một điều tiếp theo nữa là thanh chống trầy, sợ người ta không nhận ra thương hiệu găng của Việt Nam hay sao ấy. In hẳn bản đồ Việt Nam và thanh chống trầy luôn anh em ạ. Thanh chống trầy này cũng là một chi tiết cực kỳ quan trọng, chất liệu cao su tự nhiên hỗ trợ bám bóng khi anh em ném. Thanh chống trầy này sẽ hỗ trợ anh em đeo đôi thứ hai thì đỡ bị sức mút. Cuối cùng, phần quan trọng nhất của một đôi găng là mặt mút, là một dạng mút chuyên dụng của LH, dày 4mm, chuyên trị trời mưa và dành cho sân cỏ nhân tạo anh em nhé. Độ bền ổn và độ dính duy trì lâu, cầm trên tay cái là mình biết là cái mút này cực kỳ xịn rồi anh em ạ. Nói chung là mình không còn cái từ ngữ nào để diễn tả nữa, đấy mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem rồi đấy, là anh em có thể đánh giá như thế nào rồi phải không? Ok, giờ thì cùng mình trải nghiệm sau khi đi vào form tay nhé. Đầu tiên là cảm giác chắc chắn và an toàn. Form ôm, kiểu ngón X-Pen chéo. Kiểu ngón này đã được cải tiến rồi, giúp anh em hạn chế cái việc chày và giúp anh em bắt dính tốt hơn. Tay phải mình đang là bản đai quấn cổ tay một vòng. Anh em sẽ in tên ở đây. Ở trong này sẽ có logo của thương hiệu Lê Hiếu. Và bản thứ hai ấy, thì bản này ấy, thì là đai quấn cổ tay hai vòng co giãn anh em nhé. Và anh em sẽ in tên ở cái phần này. Đấy, in tên ở cái phần này. Nói chung là cũng là một cái thiết kế khá là đẹp. Một điều đặc biệt nữa là cái đôi này mua về nó không dính một tí nào anh em nhé. Và mình được chia sẻ là phải giặt 3 lần trở lên nó mới dính. Đôi này thì được đa phần những thủ môn chuyên nghiệp sử dụng rồi, kể cả nước ngoài thì không có lý do gì mà nó không dính cả anh em ạ. Về nhận xét của mình thì là một đôi găng quá ngon rồi, hoàn hảo, không có gì phải bàn cả. LH Yeti hiện tại có giá là 2.099.000, số lượng hiện tại chắc chỉ còn khoảng vài chục đôi thôi. Anh em nào muốn sở hữu thì có thể follow, sau đó liên hệ qua cho mình. Và mình đã xin được cái deal giảm 10% cho anh em. Anh em nào muốn mua thì có thể đọc tên mình ra để được giảm giá nhé. Ok, mình là Sơn JK, follow mình để xem nhiều clip review găng hơn nha. Bye bye anh em.